sau thời gian tạm nghỉ để đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu ở vòng loại World Cup 2024, vòng 23 VVI League sẽ trở lại và trên sân Vinh vào cuối tuần này, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ Đông Á Thanh Hóa, đây được xem là trận derby Bắc miền Trung. Sau 22 vòng, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang có 26 điểm và đang ở một vị trí chưa thực sự an toàn trong nhóm đua thoát khỏi nhóm playoff bao gồm câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 27 điểm, câu lạc bộ Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai cùng có 26 điểm ở vị trí thứ 11, nhưng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An buộc phải có được chiến thắng. Bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp thể công Việt theo trên sân nhà, Quảng Nam tràn đầy cơ hội có điểm trên sân Khánh Hòa đã rớt hạng trong khi Hoàng Anh Gia Lai trở về sân nhà đón tiếp Quy Nhân Bình Định. Trước trận đấu này, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không có được đội hình mạnh nhất, đội bóng xứ Nghệ vắng mặt hậu vệ Mai Sĩ Hoàng, trung vệ Lê Nguyên Hoàng, ngoài ra danh sách chấn thương còn có tiền đạo Phan Xuân Đại. Dẫu vậy, khi vắng mặt Xuân Đại, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn còn đó cái tên mới nổi Lê Đình Long Vũ. Bên phía Đông Á Thanh Hóa, huấn luyện viên Popov gần như có đủ đội hình mạnh nhất, đặc biệt là tiền đạo rất nguy hiểm Ri Mario. Xét về phong độ, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất trong tháng 5, dưới thời của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Đội bóng với một dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình chỉ 22,7 đã vượt qua hàng loạt những đối thủ mạnh để có chuỗi 5 trận bất bại, tạm thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Xem các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu, có cảm giác rằng họ đã lấy lại được sự tự tin và không ngại bất kỳ đối thủ nào. Với đội khách sau hai trận đấu thăng hoa trên sân nhà đánh bại BK Max bình dương và quảng nam câu lạc bộ đông á thanh hóa đã trải qua ba trận không thắng bao gồm một trận thua trước hà nội nam định và bị hoàng anh gia lai cầm chân ở vòng đấu trước so với giai đoạn đầu mùa giải câu lạc bộ đông á thanh hóa giờ đây đã không còn là chính mình một đối thủ rất khó bị đánh bại tại v league cả câu lạc bộ sông lam nghệ an và đông á thanh hóa đều đang sở hữu những chân sút ngoại thuộc dạng tốt ở v league là olaha và rimario cả hai đang đóng góp cho câu lạc bộ chủ quản với 9 bàn thắng. Ngoài ra, đội khách Đông Á Thanh Hóa còn sở hữu cầu thủ khá đẳng cấp và có lối chơi hiệu quả là Luis Antonio với 8 bàn thắng. Hàng công của đội chủ nhà không mạnh hơn đội khách với 22 bàn thắng và 32 so với đối phương nhưng hàng thủ của Sông Lam Nghệ An mới chỉ để thua 26 bàn, trong khi Đông Á Thanh Hóa đã nhận 33 bàn. Lối chơi của Thanh Hóa cũng khiến đội bóng này. Điểm yếu của Thanh Hóa chính là 15 phút đầu hiệp 2, họ mới chỉ ghi được 2 bàn thắng trong thời điểm này. Trong khi từ phút 60 đến 75, đội bóng xứ Thanh ghi đến 8 bàn thắng, từ phút 15 đến 30 là 7 bàn thắng, Sông Lam Nghệ An thường tăng tốc và tấn công hiệu quả trong hiệp 2. Ở trận lượt đi, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để rồi thua với tỷ số trong vánh 3-1. Tuy nhiên, với tâm thế là đội bóng đang có đà và phong độ tốt, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhiều khả năng sẽ đòi lại món nợ ở lượt đi. Từ đó, tiếp tục tạo nên chuỗi trận ấn tượng và tránh xa nhóm nguy hiểm. Nếu không, Đội bóng xứ Nghệ sẽ phải đối diện với những thách thức khó lường phía trước. Trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 6 trên sân vận động Vinh. Đây cũng là trận đấu diễn ra sớm nhất vòng 23 V League mùa giải năm nay. Được biết trận đấu này sẽ mở cửa miễn phí để đông đảo các khán giả xứ Nghệ có thể vào sân tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.